cùng với việc trang bị các thiết bị như máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn, phục vụ công tác xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến giao thông đường bộ. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt vừa triển khai thực hiện kế hoạch xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải bằng việc đưa vào sử dụng thiết bị cân tải trọng xe lưu động trên các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, khu vực phường 7, phường 4, phường 3. Theo ghi nhận, chỉ trong 2 ngày triển khai, Công an thành phố Đà Lạt đã xử lý 13 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp vi phạm từ 60 đến 70% tải trọng. Được biết đây là chương trình nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, được Công an thành phố phát động triển khai trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Qua đó nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự xuống cấp, hư hỏng của các tuyến đường trên địa bàn hiện nay. Bỏ bao tâm tư vào đó để đem lại một tác phẩm nghệ thuật ưng ý trên một thân cây. Với họ, bất cứ cây gì cũng có thể tạo dáng, tạo thế để chúng trở thành cây gảnh với nhiều hình dáng khác nhau. Những loại cây đơn giản như cây chè, cây dâu tằm vào tay những người có thú chơi cây, đam mê cây cảnh thì cũng thành một tác phẩm nghệ thuật.